Sáng ngày 20 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Dĩnh Kế, Thành đoàn Bắc Giang đã tổ chức điểm hoạt động thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác, gắn với ngày hội sắc màu, cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt và phát động ngày đọc sách năm 2023-2024. Dự ngày hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo thành đoàn, hội đồng đội thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Dĩnh Kế, tổng phụ trách đội của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, ban giám hiệu các thầy cô giáo, hội phụ huynh học sinh và hơn 1.500 em học sinh trường trung học cơ sở Dĩnh Kế. Tại ngày hội, thành đoàn đã tổ chức trao đỡ đầu cho em Thân Tuấn Anh, lớp 9A4, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng một năm. Đoàn phường Dĩnh Kế trao hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng. Tuyên dương 34 em đội viên tiêu biểu làm theo lời Bác. Nghe em Nguyễn Trịnh Thảo Nhi, học sinh lớp 7A6, kể chuyện về Bác Hồ, thi cắm hoa và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM, handmade, trưng bày gian hàng sách, trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ AI và học tập, trưng bày triển lãm tranh với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt. Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn để định hướng cho thiếu nhi trong việc xác định mục tiêu lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ đẹp cho mình và cho xã hội thông qua các tấm gương sáng, đồng thời để tôn vinh những tấm gương giàu ý chí, nghị lực, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hỗ trợ cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi về tình yêu quê hương đất nước, về truyền thống tự hào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.